Hoàng Đức là người nhường vị trí cho Minh Vương. Có lẽ Hoàng Đức đã bị đau và không thể thi đấu một cách sung sức nhất. Và cả Hồng Duy nữa. Hồng Duy sẽ vào thay cho Văn Hậu. Lúc này thì tốc độ và những pha đi bóng của Hồng Duy bên hành lang cánh trái sẽ là điều mà đội tuyển của chúng ta đang cần. Có tốc độ và khả năng phán đoán tình huống rất tốt. Và điều đó giúp ích cho họ rất nhiều. Tiến Linh, Công Phượng. Công Phượng ngã rồi. Quang Hải đã khá khôn ngoan để không tham gia vào tình huống vừa rồi. Rõ ràng là sự có mặt của những cầu thủ như Công Phượng đang mang đến những luồng sinh khí mới trên hàng công của chúng ta. Ở góc máy vừa rồi thì chúng ta thấy có sự tác động của hậu vệ phải An Babi đối với Công Phượng. Đây là một tình huống mà trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt penalty. Đúng là như vậy. Đây là quả đá phạt góc mà chúng ta cũng có quyền hy vọng. Ngay cả khi Văn Hậu đã rời sân nhưng vẫn còn đó Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Đường truyền của Hồng Duy. Công Phượng. Chính xác. Minh Vương. Minh Vương dứt điểm khi đã chiến dịch mà ông Park Hang-seo đặt rất nhiều kỳ vọng. Ông thực sự đặt mục tiêu rất cao ở chiến dịch vòng loại thứ hai này, bởi được góp mặt ở vòng loại thứ ba là một dấu ấn rất lớn. Đó là một cột mốc lịch sử. Và đó là lúc mà các cầu thủ của chúng ta sẽ được đối mặt với những đội bóng hàng đầu, những cuộc thử lửa để không chỉ chúng ta có quyền hy vọng vào những kết quả tốt, mà còn là thời điểm để giúp cho những cầu thủ của chúng ta có thêm sự trưởng thành. Thế hệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam sẽ còn phát huy được vai trò của mình trong nhiều năm nữa. Và những thử thách phía trước đang chờ đón chúng ta ở vòng loại thứ 3 là vô cùng quý giá. Và có lẽ lúc này đội tuyển Việt Nam nên dành những sự bất ngờ, những điều bất ngờ thú vị cho những đối thủ ở vòng tiếp theo. UAE có một trục dọc rất mạnh với Abbas ở tuyến thấp nhất, Ali Hassan ở phía trên, De Lima và Mahmoud ở những vị trí gần khung thành đối phương. Đó đều là những sự lựa chọn có chất lượng của ông Bertrand Mavic. Và đến trận đấu cuối cùng này thì đội bóng của chúng ta mới đang đứng trước nguy cơ phải nhận trận thua đầu tiên. Thành tích bất bại ở 7 trận đấu trước đó là hết sức ấn tượng. Đó là khi mà chúng ta sánh ngang thành tích với những đội bóng thường xuyên góp mặt ở World Cup như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út. Tất nhiên lúc này thì chúng ta không còn quan tâm tới những trận đấu giữa Trung Quốc và Syria cũng như Ả Rập Xê Út và Uzbekistan nữa. Lỗi việt vị của De Lima. Tình huống việt vị rất rõ của De Lima. Đó là tình huống việt vị của Khalil Ibrahim và cầu thủ này cũng sẽ rời sân.
Báo thay cho Ibrahim là Mohamed Zuma, cầu thủ Mao số 16. Hồng Duy. Quang Hải. Đức Huy. Duy Mạnh. Đức Huy. Ali Hassan cũng cho thấy những phẩm chất của mình. Đội bạn cũng đang chơi đủng đỉnh. Minh Vương. Bùi Tiến Dũng. Hy vọng là chúng ta sẽ có được một bàn thắng, ít nhất là một bàn thắng ở trận đấu này. Đội bạn đang sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực cũng như kỹ thuật rất tốt, và điều đó giúp ích rất nhiều cho họ trong việc thực hiện những pha phối hợp. Tiến Linh. Hồng Duy. Quang Hải. Trọng Hoàng. Sau khi có mặt ở trên sân thì Minh Vương tham gia tích cực vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội phản công của đội bạn 3-3. Rất kịp thời. Pha xử lý tốt của Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền của Công Phượng. Trọng Hoàng. Minh Vương. Đức Huy. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Rất khó để áp sát khung thành của UAE khi mà họ đang được che chắn bởi những cầu thủ phòng ngự có thể hình và khả năng đeo bám rất khó chịu. Phút thứ 76 của trận đấu. Không được. Bóng hướng tới vị trí của Quế Ngọc Hải. Các trận đấu ở vòng loại thứ 3 sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 và sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 với lượt trận thứ 10. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đứng vào top 12 đội bóng mạnh nhất châu Á để thi đấu vòng loại cuối cùng. Thank you.
Vòng loại cuối cùng bao gồm 12 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Còn hai đội xếp ở vị trí thứ 3 sẽ gặp nhau trong trận đấu được coi là trận playoff. Đội thắng trong trận playoff đó sẽ gặp một đối thủ đến từ châu lục khác. Thêm một cơ hội nữa cho UAE. Khi chúng ta dâng cao để tìm kiếm bàn thắng thì chúng ta cũng chấp nhận phải đối diện với những tình huống để lộ khoảng trống. Một tình huống bị trượt chân của Hồng Duy. Có thể thấy là sự khắc nghiệt của điều kiện thi đấu tại UAE là như thế nào với hình ảnh này của Mahmoud. Trời không mưa mà các cầu thủ như tắm vậy. Bởi điều kiện thời tiết ở một xứ sa mạc như UAE là hết sức khó chịu. Mặc dù lúc này cũng đã là buổi tối, tuy nhiên thời tiết tại UAE lúc này nhiệt độ vẫn vào khoảng 35-36 độ C. Bây giờ đã là gần nửa đêm rồi, theo giờ địa phương. Nhưng thời tiết vẫn rất khó chịu. Đội bóng của chúng ta đã có sự thích nghi rất tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại UAE. Đội bóng của chúng ta đã có những tính toán để có thể có được một thế trận phòng ngự thật sự chắc chắn và tung ra những đường phản công để đánh bại đối phương, giống như chúng ta đã kiên trì bền bỉ có được trong những trận đấu ở ASEAN 2018, những cuộc đối đầu với Bahrain hay với Series. Nhưng ngày hôm nay khi đội bạn có được bàn thắng dẫn trước sau quãng nghỉ cooling break ở phút 31, những ý đồ đó của chúng ta đã không thể thực hiện. Có thể thấy rõ một điều là nền tảng thể lực của đội bạn đang tốt hơn chúng ta rất nhiều. Họ đã quá quen với việc thi đấu dưới điều kiện thời tiết này. Hồng Duy. Đó là một nỗ lực phòng ngự của Hồng Duy. Đội bạn quen cũng là đúng thôi. Họ quen đến nỗi mà trong buổi tập ngày hôm qua thì UAE còn không cần tập ở sân vận động Jabel. Trong khi chúng ta lại có rất ít thời gian để làm quen với sân đấu này. Sau chiến dịch vòng loại thứ hai thành công và sau những gì diễn ra trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự chắc chắn sẽ có nhiều tính toán cho chiến dịch vòng loại thứ ba. Đội bạn có hai sự thay đổi người. Rời sân là cầu thủ Mao số 4 Abdulrahman.
Vào thay cho anh đó là cầu thủ mang áo số 12 Mubarak. Một cầu thủ khác cũng vào sân, đó là cầu thủ mang áo số 2 Mohamed Omar. Hassan, người đã có bàn thắng mở tỷ số, đã rời sân. Đây là De Lima. Cú đá rất hay của De Lima, nhưng Tấn Trường đã cản phá tuyệt vời. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha bóng hay của người sút cũng như người cản phá. Trong trận đấu với Malaysia, Tấn Trường cũng đã có những tình huống phản xạ rất tuyệt vời. Và vừa rồi thì một lần nữa phản xạ của Tấn Trường đã giúp chúng ta tránh khỏi một bàn thua. Ngay cả khi hành trình tới UAE lần này có thể sẽ kết thúc với một thất bại, nhưng đây vẫn là nơi lưu giữ những cột mốc rất đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Những cột mốc mà chúng ta có được ở Asian Cup 2019 với những chiến thắng trước Yemen, đặc biệt là chiến thắng trước Jordani, và sau đó là màn trình diễn xuất sắc trước đội bóng hùng mạnh Nhật Bản. Và giờ đây chúng ta có thêm một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai của World Cup. Minh Vương, vẫn là Minh Vương rất nhịp nhàng. Tiến Linh, điều chúng ta mong chờ, điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Tiến Linh lần thứ hai đánh bại UAE ở chiến dịch vòng loại này. Phải là như vậy, kể cả có thua đi chăng nữa, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên. Tiến Linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn vào lưới UAE. Các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa rệt gấm này của đội tuyển Việt Nam. Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh. Một loạt những tình huống phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh. Quá hay! Một pha phối hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Nếu như chúng ta được chứng kiến bàn thắng này của Tiến Linh trong hiệp 1 thì tốt biết mấy. Bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh trong chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam. Và đúng như huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói, Tiến Linh đang thực sự là một trung phong mang đến rất nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Sau rất nhiều những lời than phiền về việc ông khó lòng có thể tìm ra những chân sút tốt khi mà những câu lạc bộ tại V-League vẫn đặt niềm tin nhiều vào các ngoại binh. Duy Mạnh đã rời sân để nhường vị trí cho Văn Toàn. Văn Toàn bị phạm lỗi. Trong trận đấu ở Mỹ Đình thì Văn Toàn mang áo số 14. Chiếc áo số 9 khi đó được trao cho Hùng Dũng. Có một câu chuyện cảm động giữa Hùng Dũng và huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là khi Hùng Dũng gặp phải chấn thương và phải vào trong bệnh viện. Thì khi hai thầy trò gặp nhau trong bệnh viện, huấn luyện viên Park Hang-seo và Hùng Dũng đã hẹn gặp nhau ở vòng loại thứ 3. Và chúng ta đã làm được, chúng ta đã có mặt ở vòng loại thứ 3 rồi. Khi chúng ta đã nhận những bàn thua thì điều mong muốn lớn nhất là một bàn thắng ở trận đấu này. Và đến lúc này chúng ta đã có một bàn thắng và nó được ghi theo một phong cách mà chắc chắn là những người khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng. Những phẩm chất tốt nhất của bóng đá Việt Nam, của những cầu thủ tham gia vào tình huống đó đã được thể hiện. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Lee Jang-jin trong hiệp 2 đã mang đến những hiệu quả
và sự tươi mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh thì vẫn cho thấy nếu đưa bóng cho anh trong vòng cấm thì anh vẫn luôn biết cách để mang về những bàn thắng cho người hâm mộ. Và đây là quả đá phạt góc. Đánh đều. Dứt điểm. Cú đá của Minh Vương. Minh Vương đang cho thấy sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí. Mặc dù với chiều cao không ấn tượng, tuy nhiên Minh Vương vẫn biết cách để lựa chọn những vị trí và thời điểm để thực hiện tình huống dứt điểm. Cầu thủ chúng ta đã rất nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của các cổ động viên, những người hâm mộ đã thức đêm để theo dõi trận đấu này và mang về một bàn thắng để mang đến những niềm cảm hứng cho chúng ta. Đương nhiên là các cổ động viên của chúng ta đang có một niềm cảm hứng tuyệt vời rồi, bởi đây là một cú bóng lịch sử đối với bóng đá Việt Nam. Khi Minh Vương vào sân và là một trong những nhân tố quan trọng trong tình huống ghi bàn của Tiến Linh, nó cũng cho thấy rằng chất lượng đội hình của Liên Park Hàng Sờ lúc này là rất tốt. Hồng Duy, Quang Hải, pha phối hợp giữa Quang Hải và Minh Vương thực sự là rất hay. Trước khi Minh Vương thực hiện cú chọc khe xuất sắc để Tiến Linh băng xuống và dứt điểm thành công. Quán Toàn, chúng ta vẫn đang chờ đợi những pha đi bóng tốc độ của Văn Toàn. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của cuộc đối đầu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Việt Nam. Những gì mà chúng ta đã thể hiện trước Indonesia, trước Malaysia đã cho thấy một cái quá trình chuẩn bị phải nói là rất tốt. Dù đội bóng đã trải qua một quãng thời gian dài gần một năm rưỡi không có những trận đấu chính thức, thực tế thì đội bóng cũng đã chuẩn bị những kịch bản rất kỹ cho trận đấu ngày hôm nay. Nhưng phải nói là chúng ta đã không có được sự tập trung tốt nhất ở những giây đầu tiên của khoảng thời gian sau cooling break, và kế hoạch đã bị phá sản với bàn thua ở khoảng thời gian đó. Còn trước đó thực sự đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt, những ý đồ phòng ngự được thể hiện rõ ràng. Những gì đã diễn ra ngày hôm nay cũng là một bài học bổ ích cho hành trình vòng loại phía trước được dự báo là rất gian nan và khó khăn. Một đường chuyền dài, bóng hướng vị trí tới vị trí của Văn Toàn. Đội bạn lúc này có lẽ cũng không muốn đẩy kịch tính của trận đấu lên cao hơn nữa. Họ đang chủ động chơi chắc chắn và thấp bên phần sân nhà để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Thêm một đường chuyền hay nữa, Công Phượng. Lỗi việt vị. Một tình huống rất nhạy cảm. Cầu thủ Mao số 23 bên phía đội bạn
Abdala đã vào sân. Chúng ta cùng thưởng thức lại cú đá đậm chất Brazil của Lima và tình huống cản phá xuất thần của Tấn Trường. Sự trở lại của Marcus, sự xuất hiện của De Lima đã thay đổi diện mạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bóng đá luôn có rất nhiều những kịch bản khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã có những phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi bước vào trận đấu này. Cơ hội! Vẫn còn! Vẫn còn! Dứt điểm! Đó là Minh Vương! Đó là Minh Vương! Minh Vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật tiếc là Minh Vương đã không vào sân sớm hơn. Chúng ta đang theo dõi lại những nỗ lực của Đức Huy. Và cú chạm bóng của Minh Vương thực sự là rất nhạy cảm. Đội tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt, khoảng cách giờ chỉ còn là một bàn. Nhưng quan trọng là tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc vì người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam, vì màu cờ sắc áo của những chàng trai áo đỏ. Đội bóng của chúng ta hiểu rằng việc trình diễn một màn thể hiện ấn tượng ngày hôm nay là một sự khích lệ lớn cho một chặng đường mà chúng ta sẽ đối diện với những đối thủ cực kỳ khó chịu ở vòng loại thứ 3. Và đội bóng đến lúc này đã làm rất tốt. Dù có thua đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn quá quan trọng. Mà quan trọng là lúc này chúng ta vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực đến những giây phút cuối cùng. Đó là điều đáng trân trọng nhất. Tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tiếc với tình huống mà trọng tài không thổi penalty với Công Phượng khi Công Phượng bị một cầu thủ đối phương cản phá. Nhưng dù trận đấu này đã kết thúc rồi với chiến thắng 3-2 dành cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng nghĩa với việc đội bóng này giành được 18 điểm, giành ngôi đầu của bảng G. Nhưng đây vẫn là một ngày lịch sử, ngày 16 tháng 6 năm 2021 vẫn là một ngày lịch sử.